trước đó đoàn đã có buổi khảo sát làm việc với huyện nho quan và xã quốc phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nhiều dự án đã được triển khai và đạt hiệu quả tốt như dự án đa dạng sinh kế phát triển mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cải tạo dinh dưỡng phát triển giáo dục nghề nghiệp việc làm bền vững đã có hàng nghìn gia đình đồng bào được hưởng lợi, có sinh kế bền vững, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện năm 2022 còn 3,54%, hộ cận nghèo còn 4,25%, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, trình độ năng lực cán bộ xã thôn bản từng bước được nâng lên, sản xuất nông lâm nghiệp chuyển biến theo hướng kinh tế hàng hóa về chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế, xã hội, vùng đồng bào dân tộc miền núi. Từ năm 2021 đến nay, huyện đã giải ngân được hơn 33 trên 95 tỷ đồng, đạt gần 35% kế hoạch giao. Qua đó, từng bước giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp phát triển bền vững, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã đạt nhiều kết quả quan trọng. 26 trên 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 4 xã nông thôn mới nâng cao và 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu. 53 trên 274 khu thôn xóm kiểu mẫu, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư đồng bộ, diện mạo nông thôn có sự thay đổi rõ rệt. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đều đánh giá cao những kết quả mà huyện Nho Quan, xã Quốc Phương đã đạt được trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đồng thời trao đổi nắm bắt những khó khăn vướng mắc, học kinh nghiệm, những kiến nghị đề xuất trong quá trình triển khai tại địa phương. Thời gian tới, đoàn đề nghị địa phương tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội về ý nghĩa của các chương trình, huy động tối đa các nguồn lực phát triển nông nghiệp nông thôn. Bên cạnh đó, cần tập trung nâng cao chất lượng y tế cơ sở, y tế dự phòng để người dân tiếp cận thuận lợi với các dịch vụ y tế ngay từ đầu, tránh rủi ro về bệnh tật dẫn đến nghèo, tái nghèo.